Kính chào các cô bác, anh chị và các bạn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường, học xong 4 bài cơ bản của khí công Himalaya. Đó là vạn bộ trường sinh, nạp xả, ngũ hành động công và trường xuân công. Bây giờ chúng ta cùng nhau học bài cuối của khóa học này với tiêu đề bài tập cho thận và tuyến thượng thận. Sau khi làm xong 5 động tác khởi động của khí công Himalaya mà chúng tôi đã vừa hướng dẫn, bây giờ chúng ta thực sự mới bước vào bài tập cho thận và tuyến thượng thận. Thì trước khi vào bài tập, cho phép tôi xin một vài phút nói qua về vai trò, tầm quan trọng của thận đối với sức khỏe của một con người. Theo Đông Y, thận là một trong 5 tạng hay còn gọi là ngũ tạng, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, sự sống của cơ thể. Thận có thận âm và thận dương. Thận là gốc của tiên thiên, gốc của sự sống. Thận quyết định nguyên gốc phát triển, quyết định sự phát dục của cơ thể con người. Những rối loạn của tạng thận có tính di truyền liên quan đến những bệnh bẩm sinh. Để nói về thận thì có lẽ cả giờ đồng hồ cũng không hết. Trong khuôn khổ của chương trình học online, chúng tôi sẽ không lạm dụng. Chỉ xin các cô bác, anh chị em học viên nhớ giúp rằng nếu như ví cơ thể con người với một bộ máy, ví dụ như là cái tủ lạnh hay cái tivi, thì tivi và tủ lạnh muốn hoạt động được thì phải có nguồn điện đủ mạnh và ổn định. Thì đối với con người, thận chính là nguồn điện đó. Nguồn điện kém thì máy móc hoạt động kém, bị trục trặc. Thận kém thì cỗ máy, cơ thể con người cũng gặp nhiều trục trặc. Mượn lời của một vị danh y của Việt Nam là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thì cụ có nói 100 thứ bệnh của con người thì 70-80% từ thận yếu, thận suy mà ra. Do đó, để đảm bảo được một sức khỏe tốt thì trước hết chúng ta phải có 2 quả thận khỏe mạnh. Và để đạt được mục đích này, đó chính là bài tập mà chúng ta cùng nhau tập bây giờ. Nào, chúng ta cùng vào bài.